Rồi hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách mình cấu hình lại cái Google Commerce, setup tiền tệ, setup về mấy cái thanh toán online luôn nha. Đây Google Commerce, đây có là Google Commerce setting đây để mình cài đặt lại nha. Thì đây cài đặt lại mình ghi lại địa chỉ của cửa hàng mình ha, ghi lại đầy đủ đất nước, ghi lại thông tin này ghi lại ha. Ở đây có phần currency, currency là tiền tệ. Tiền tệ ở đây mình sẽ chọn loại là Việt Nam đồng. Position thì mình chọn là right ha. Và ở đây thousand này khoảng cách hàng ngàn, ở Việt Nam mình xài là dấu chấm, và khoảng cách hợp hơn ở Việt Nam mình là dấu phẩy. Và number ở đây Việt Nam không có xài, cũng có không, gõ không luôn. Đó là mình sale lại, là mình setup xong cái phần cấu hình, xong cái phần tiền. Rồi sau khi cấu hình xong cái phần tiền rồi mình sẽ tiếp hành theo cái phần product. Product ở đây có cái shop bay, muốn là show tất cả những cái sản phẩm, có một cái trang là show hết tất cả sản phẩm luôn, thì mình sẽ định nghĩa một cái trang đó là trang shop. Ví dụ ở đây mình thích trang shop, mình có thể chọn trang khác cũng được. Ví dụ ở đây đi, tôi sẽ tạo một cái trang mới đi, S new, để tôi mở tab mới nên đừng giữ lại cái đó. Ví dụ tôi tạo một cái trang mới là trang là cửa hàng chẳng hạn. Trang cửa hàng này chính là cái trang này chính là cái trang tôi show hết tất cả sản phẩm. Tôi tạo trang cửa hàng không có làm gì hết, không có cài đặt, không có gì để nguyên gì đó. Rồi tôi sẽ vô đây ha, rồi tôi F5 loại ngang, tại vì trong đây mình muốn load lại cái một cái F5 loại cái. Tôi vô đây rồi tôi sổ này ra, tôi sẽ kiếm cái trang cửa hàng tôi chọn nè. Trang cửa hàng nhiệm vụ của nó là chỉ show tất cả những sản phẩm thôi. Setup ở đây, shopping mình chọn cái trang nào show tất cả sản phẩm ở đây. Đó. Và đơn vị tính ở đây. Xài kilogram và cm ở đây. Rồi cho khách hàng đánh giá sản phẩm hay không? Cho chất vô, còn nếu không, con ra. Con ra. Và cho khách hàng đánh giá sản phẩm theo cái dấu sao hay không? Có là bỏ vô không thôi. Rồi lưu lại. Sau khi em lưu lại thì mình view cái trang này lên thử coi là mình biết được liền nó no robots, tại vì đây có sản phẩm đâu, sao hết rồi. Ở trang này không có sản phẩm, tại vì chưa có sản phẩm cho nên nó không có ra đó. Trong cái web này chưa có sản phẩm. Tiếp theo có phần tiếp là phần shipping, là giao nhận. Đó, giao nhận ở đây có thể cấu hình giao nhận ép vô, nhưng mà ở đây thì ở này giao nhận nó chỉ cấu hình giao nhận ở nước ngoài thôi. Khi mà mình xài ở Việt Nam á thì mình đã liên hệ bên một, ví dụ mình liên hệ với một cái thằng giao hàng nhanh đi, nó có một cái login, cái API để nó cài đặt vô đây để mình tích hợp cái đó. Cái phần giao nhận này mình sẽ làm cái đó, nhưng mà đây tôi không có nói nhiều về phần giao nhận đây. Check out tôi nói tiếp là phần thanh toán nè. Thanh toán thì ở đây mình có thể mình sẽ xài enable coupon, đó là enable mã giảm giá, giống như là mình cho phép cái cửa hàng của mình có sử dụng mã giảm giá, giống như là những người thân quen của mình sẽ tặng mã giảm giá cho họ, thì mình có một cái mã đặc biệt. Ví dụ mình mua hàng trên web tao thì tôi được giảm 20%, thì mình tạo một cái mã giảm giá 20% cho họ. Còn một coupon này đó. Rồi ở đây mấy cái bay này mình để nguyên bay khác đây. Mình có thể đổi lại tạo một bay khác, hay chọn ví dụ không thích tên là bay khác thì mình chọn là bay giỏ hàng, mình tạo một bay tên là giỏ hàng mình chọn lại, giống như hồi nãy tôi làm bên phần shopping check out cũng vậy đó. Mấy phần này đa số là giữ nguyên, nhưng cái phần đây có cái phần thanh toán nè, kéo xuống đây. Thanh toán thì thức thanh toán hiện tại ở đây có những thức thanh toán như sau, là bank transfer, ý nghĩa của nó là chuyển khoản ngân hàng. Thích vô đây là enable bank transfer, là mình bật chức năng thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.
rồi sau đó mình nhập cái thông tin này, sau khi nhập cái thông tin là mô tả, giống như sau khi quý khách order xong thì quý khách vui lòng thanh toán tài khoản bên dưới, ví dụ đây account name, nhập vô account name là ví dụ như tên mình, ví dụ đây ví dụ như Nguyễn Thanh Điền account name, rồi account number ví dụ như 711A đi 616-2-6672 ví dụ đi, rồi ngân hàng nào Vietcombank, Vietinbank gì đó nhập vô đây. Rồi nếu giả sử mình website có bán ở nước ngoài thì mình hỏi, mình lên search những cái thông số mã này, mã số code này, mã IBAN, mã này của ngân hàng Việt Nam á, để khi mà nó chuyển từ nước ngoài về á nó có biết thông số chuyển. Còn như đây là đủ chỉ ở nội địa rồi. Còn những cái thông số này của mỗi ngân hàng á, có tên, có cái code, có cái này, cái này, mình lên mạng search ngân hàng của mình á, cái số này bao nhiêu, ngân hàng mình số này bao nhiêu, và cái mã ngân hàng mình là bao nhiêu để mình nhập vào đây, để khi mấy người nước ngoài họ mua họ biết được, họ chuyển tiền đó. Có thêm tài khoản thứ hai nữa, ngân hàng thứ hai nhập, chúng ta nhập xuống nha, sau khi nhập xong lưu lại đó. Rồi tiếp theo là ship payment thì ở Việt Nam nó không có xài. Ship payment giống như là mình xài cái kiểu là giống như mình, tôi biết đó, là giống như là mình chơi ai là triệu phú thấy ai thì tôi phú họ thanh toán tiền bằng một cái ship đó, cái đó có cái mã số đó, họ có thể lấy cái mã đó họ có thể mua, nhưng mà ở Việt Nam ít người xài nên cái này mình không cần. Rồi giống như tiếp theo là giao hàng và tính tiền, Việt Nam mình xài nhiều nhất, nên mình xài cái này nhiều nhất, thanh toán giao hàng. Rồi mình mô tả gì đây, quy luật gì đây. Nếu mà enable ship thì đây là free ship hay là gì đó mình bỏ vô, cái này free ship đi, dùng đi. Rồi thanh toán PayPal là hình thức thanh toán online, nhưng mà cái đây á nó không có support cho thanh toán online cho tiền Việt, nó chỉ mình xài tiền đô thì nó mới chịu đó. Cái này thì mình có cách giải quyết, chút xíu tôi sẽ chỉ giải quyết sau nha. Rồi account tiếp theo là account thì ở đây mình thông thường tôi để mặc định như vậy luôn, không có sửa gì nhiều đó. Enable cho khách hàng đăng ký trên cái phần checkout đó, đây là bật cái này lên. Enable khách hàng đăng ký trên cái này, nó cho đăng ký thành viên á, bật cái đây. Rồi sau khi cấu hình lại là xong rồi, mình save lại. Rồi tiếp theo email thì khi mà có đơn hàng mới thì sẽ gửi cho email nào, khi mà cancel đơn hàng gửi cho email nào, và đơn hàng bị fail gửi email nào đó, mấy cái này mình cấu hình đó, là tên form name, là tên gì đó, cái tên email address đó, mấy cái này màu sắc gì đó khi của đơn hàng đó. API là gì? API là khi giờ mình muốn kết nối vô những cái phần mềm quản lý bán hàng á, cho cái toán nó ấy, thì mình cái này mình sau mình biết thêm lập trình để mình viết những cái connection đó để kết nối vô những cái phần mềm hiện tại cái đó ở công ty mình đang xài, nó connect trực tiếp vô cái hệ thống bán hàng của mình luôn đó. Rồi đó là cấu hình sơ bộ, cấu hình về Google Meet. Rồi tiếp theo mình sẽ nói tiếp về cái phần mà ở Việt Nam, ở cái phần mà ở đây ở Google Meet mình á, thì cái phần thanh toán nãy nói là PayPal nó không thanh toán cho cái tiền Việt Nam. Mình sẽ cài thêm một cái login nữa để mình giải quyết vấn đề đó. Hit new. Hit new, mình cài login là Google Việt là nó sẽ có thêm cho mình thêm một số chức năng của tờ Việt Nam mình bỏ vào Google Việt nè. Hình cài thêm mình sẽ có thêm một số chức năng nữa cho mình, ví dụ như là khi mà người ta mà ghi thông tin mà cửa hàng á, thì có thêm những cái thông tin về quận huyện của các cửa hàng Việt Nam, và nó có thêm một cái chức năng là Ethereum, giống như là cái tiền Việt chuyển qua tiền đô đó. Cài thêm Google Việt vô mình sẽ được cái phần đó. Thêm Google Việt thì ở đây setup cái Google Việt ở đây. Google Việt là setup như thế nào, mở lên
Thì mình đây nó có những ví dụ như là có thể chuyển lại symbol thành D hoặc là VND. Mình có thể chuyển đổi thành nghìn. Ví dụ như là hay giờ mình viết 10.000 thì 10 thì ba con số 0 thì mình viết có thể viết là K, 10K hoặc là 10.000, 10.000. Rồi chuyển đây, chuyển đổi đây, tỷ giá này mình đã nhập vô, dù hôm nay tỷ giá ngoại tệ bao nhiêu mình nhập vô đây, USD chuyển qua đây. Đó, đây đây cái này đây. Support thanh toán PayPal. Và khi mình cài được cái bên này vô rồi có thêm có chuyển đổi tỷ giá thì lúc đó cái phần setting nè. Setting cái phần checkout mình trước đây mình có thể bật được thêm ăn PayPal, mình có thể bật luôn nè, làm enable được cái này lên, mình nhập luôn cái, thêm cái tài khoản PayPal của mình vô để người ta chuyển vô đây nè, bật cái này vô. Và ở đây ở Việt Nam mình nó có hình thức thanh toán mới là hình thức thanh toán là OnePay. OnePay là hiện tại Việt Nam mình xài rất là thông dụng, mình liên hệ với trang web OnePay để mình ký hợp đồng với nó để mình thanh toán online tại Việt Nam, chuyển khoản ngân hàng, chuyển khoản trực tiếp từ ATM và các thứ thì mình sẽ xài OnePay, enable OnePay lên. Đó. Đó. OnePay. Nhập nha, nhập thông tin khi mình đăng ký cái tài khoản OnePay thì mình sẽ có những thông tin. Thông tin để mình nhập vô đây. Đó. Và OnePay thanh toán vậy. Đó là một số cái setting trước khi mình sử dụng luôn không mệt. Setting ở đây không có test kết quả được, tại vì cái local host này của tôi nó không có sản phẩm cho nên không có test được cái bước tiếp theo được, thì mình tham khảo cái cách này để mình làm, mình test trên cái trang của mình ha. Rồi kết thúc video này luôn.